Hi mọi người, xin chào mọi người đang đến với kênh của Loan Hensy. Trong video hôm nay mình có order 2 phần ăn đều là cơm ngon Missouri, nhưng mà sẽ chia ra làm hai tên khác nhau là Missouri C5 và Missouri C7. Ở mình thấy trong menu thì C5 gồm có súp kim chi trứng, cơm trắng, khoai mật ong mini và một Coca-Cola. Còn phần C7 thì có cơm chiên kim chi bò, canh rong biển mini và một Coca-Cola. Đây chính là 2 ly Coca mà mình vừa mới nhận được từ trong cái đơn hàng này. Thì có một cái con heo nó chạy ngang qua, nó làm đổ mất của mình một ly này, rồi lát nữa mình sẽ cho nó uống ly này, còn mình uống ly nguyên. Ok, bây giờ thì Loan Hensy sẽ mở cái phần ăn này ra xem coi là ở trong phần ăn này như thế nào nha. Về cái ở bên ngoài á, thì mình không có thấy là cái bên ngoài nó có ghi tên hay là logo gì của nhà hàng cả. Wow, quá trời hộp luôn. Hộp đầu tiên. Để mình sẽ bỏ hết ra ngoài trước đã. Còn nóng hổi luôn á. Đây là cái hũ khoai mật ong mini. Nghe toàn mùi gà không? Xíu nữa thì tặng một tờ khăn giấy hay là cái tự nhiên cũng mất tiêu rồi ta. À, cái cây tăm á, để đâm hai cái ống hút này vô trong đây. Xíu nữa thì chịu ra rồi. Ok, cái hộp đầu tiên này. Ủa, cơm trắng không rồi chứ không có cái gì hết trơn á. Cái có vẻ hơi nhão một chút xíu. Đây là phần cơm. Đây là phần canh rong biển. Mấy cái hộp ở đây á, mình thấy cái nắp này nó hơi bị lỏng luôn á. Đụng vô một cái là nó tự động rớt ra luôn. Đây là khoai mật ong và phần súp kim chi trứng. Đây là lần đầu tiên là Hensy order ở đây luôn, nên là không biết ăn có cơm trụng thịt bò. À, phần cơm trụng thịt bò là phần C7 mà hồi nãy là Hensy có nói á. Phần này thì có giá là 79k, mà giá gốc của phần này là 98k lận đó nha. Wow, mà nó được có nhiêu đây à? Hensy nghĩ người ta dùng cơm để chiên chung với kim chi luôn. Ở trong đây có một chút xíu thịt bò băm và bắp Mỹ này cũng không có được nguyên hạt nữa. Rong biển thì được cắt sợi và đặt lên trên vài lá. Phần trên cùng là được rắc một ít mè trắng. Combo này gồm có một cơm chiên kim chi bò, một canh rong biển mini và một Coca-Cola. Combo phần ăn này có giá là 98k. Oh my god. Đây là phần đầu tiên và mời các bạn cùng Hensy đến cái phần thứ hai để kéo cái ly nước ngọt này vô cho đủ combo. Phần này là phần cơm ngon Missouri C5. Combo này thì gồm có một cơm trắng, mình nghĩ là cơm trắng này chắc được 1,5 chén á, có thêm một súp kim chi trứng, khoai mật ong mini và một Coca-Cola. Khoai này là khoai lang chiên bình thường thôi, nhưng mà có rưới thêm một chút xíu mật ong. Cái phần mật ong bị chảy xuống dưới đây này chứ không có phải là dầu đâu nha. Còn đây là phần súp kim chi trứng. Ôi trời ơi. Hensy cũng đã giới thiệu cho mọi người xem phần combo C5 này rồi. Mọi người đã nắm được trong combo này có những gì rồi á, thì bây giờ Hensy xin đọc cái giá này nha. Trời, ta nói đọc cái giá xong mà muốn bật ngửa luôn á. Phần combo này có giá 110.000. À, quên mất, hồi nãy Hensy quên cho các bạn xem cái phần canh rong biển mini này. Trong canh này cũng có vài hạt bắp Mỹ. Hensy thanh toán cho tổng phần ăn này là 110.000. Đó là có thêm mã giảm giá của bên app nữa đó nha. Hensy sẽ cho các bạn xem cái hình trước khi mình order và sau khi mình order cái phần ăn này. Ok, giới thiệu xong một chút xíu thì mình nghĩ là cái phần ăn này có vẻ là giá hơi cao á. Mình không biết là có phải là nhà hàng cố tình chơi cái chiêu mà kiểu là nâng giá thật cao lên rồi sau đó là để giá khuyến mãi. Nhưng mà đối với là Hensy thì để cái giá khuyến mãi á vẫn mắc luôn á. Tại vì những cái phần ăn này so với những nhà hàng mà Loan Hensy đã từng ăn á, thì từ cái ngoài bao bì nè cho đến cái hộp, sau đó là mới đến đồ ăn, thì Loan thấy là vẫn còn thua xa luôn. Mà những nhà hàng đó là một trong những nhà hàng có tên tuổi luôn rồi á. Đã bị mắc rồi mà còn bị đổ cái ly nước ngọt này nữa. Giới thiệu sơ rồi thì Hensy sẽ thử món ăn ở nhà hàng này. À, quên mất tiêu, 2 phần ăn này là Hensy order ở trên app. Mình order ở quán ăn Kimbap Hàng Tử. Mình nếm thử canh rong biển thì thấy canh hơi ngọt một chút, vị thì cũng khá đậm đà, nhưng mà Hensy có cảm giác là cho nhiều bột ngọt quá. Canh rong biển này chỉ có một chút xíu thôi nên là phải vừa ăn vừa để dành. Hũ canh rong biển này bằng với hũ rau câu ăn tráng miệng ở đám cưới á. Phần ăn này 7 mấy 8 mấy ngàn, giá cao vãi. Cái vị cơm này ăn cũng ok, tạm ổn. Cái miếng kim chi ở đây cũng không có được sắc to đâu nha, kim chi sắc nhỏ nhỏ xíu xíu con. Vị ở đây thì cũng đậm đà nhưng mà cho nhiều nước kim chi quá thành ra cơm hơi nhão. Kim chi ở đây thì sắc nhỏ xíu xíu bé tí tẹo. Thịt bò băm rất là nhuyễn, ăn không có cảm giác của thịt bò luôn. Trộn chung với cơm là không thấy thịt đâu luôn. Vị thì cũng khá là ok đó, nhưng mà giá cao như thế này thì với lượng đồ ăn như vậy thì không có ổn chút nào hết trơn. Vì là cơm chiên kim chi nên khi ăn có cảm giác khá cay. Một phần cơm chiên kim chi này Hensy nghĩ là không có được đầy bằng tô cơm thường ở nhà đâu. Hensy dơ lên cho các bạn xem cái phần canh này nha. Cái hũ canh nhỏ xinh này mình húp cái chắc hết luôn quá à. Hi hi. Vừa ăn mà cứ vừa tiết kiệm sẽ ăn hết rồi lát nữa không có cái gì ăn chung với cơm. À, ngoài cái việc kim chi ra còn nghe cái mùi gì ta? Giống cái mùi cho ăn chay chấm chung với đậu bắp. Còn món khoai mật ong này thì như thế nào? Mới đầu thì Hensy cứ nghĩ là người ta sẽ làm một lớp mật ong sệt sệt áo ở bên ngoài cái miếng khoai tây này, nhưng mà không có phải đâu nha, người ta chiên khoai tây lên rồi rưới trực tiếp mật ong xuống. Mật ong này đã được pha ra rồi á nên là hơi loãng, nên là chỉ hơi ngọt một chút xíu. Nói chung là món này cũng hơi lạ, đây là lần đầu tiên là Hensy ăn món khoai mật ong. Đã xong cái combo đầu tiên, bây giờ mình sẽ thử combo thứ hai. Mình sẽ thử món súp kim chi trứng. Lại cũng nhiều bột ngọt, vị thì cũng ok. Ăn một miếng cơm đã. Hạt cơm ở đây rất là nhỏ, chỉ bằng 1/3 hạt cơm thường thôi. Mình thì lại không có thích ăn những loại cơm hạt nhỏ như vậy. Mình đang có cảm giác giống như ăn cơm nhà chan chung với canh cà chua quá ta. Ở trong đây có đậu hũ, giống như kiểu là đậu hũ non mình mua ở trong siêu thị á, loại đậu hũ trắng mịn mịn mà đụng vô dễ bị nát á. Rồi nãy giờ múc hoài không có thấy quả trứng nào ở trong đây luôn. Nhảy qua nhảy lại thì lại qua cơm chiên kim chi bò. Rong biển sắc sợi này lúc mình ăn thì mình thấy hơi dai, nhưng mà rất ít, chỉ được có vài sợi thôi, chắc một muỗng, chắc chưa tới một muỗng luôn á là hết luôn. Yeah, với cái giá 98k khuyến mãi còn 78k thì mình nghĩ là chắc cũng không có lần sau ăn luôn á. Mình nghĩ phần ăn với giá này thì rất là chất lượng, được rất là nhiều đồ ăn, nhưng mà hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa hiu hiu. Với giá này Hensy đã ăn được 2 phần cơm của Hanoi luôn rồi. Ăn phần cơm chiên kim chi bò này thì mình nghĩ là ăn phần bulgogi ở Hanoi còn ngon hơn á. Một phần đó ở Hanoi chắc chỉ khoảng 40 hay 42k à, mà Hensy còn cảm thấy chất lượng hơn nhiều. Không biết là Hensy đã làm video về món đó chưa ta? À, hình như chưa, chỉ mới làm cơm trụng BB mà. Sau cái video này thì Hensy sẽ làm một cái video về món cơm bulgogi của quán Hanoi. Các bạn có thể so sánh xem coi có giống Hensy nói không nha. À, tự nhiên đang ăn khoai mật ong mà không có thấy vị ngọt của mật ong đâu nữa luôn. Nên là phải lấy cái chai tương ớt này ra để ăn chung với khoai á. Vừa ăn mà Hensy vừa nghĩ bụng, với số tiền này mà Hensy ăn ở KFC thì thích hơn nhiều. Để mà nói đồ ăn ở đây dở thì cũng không có phải, chỉ là giá quá mắc so với chất lượng. Nếu như không có khuyến mãi hoặc là không có giảm giá từ app thì chắc là Hensy cũng không có đặt đâu. Trước khi đặt thì Hensy nhìn cái hình và nghĩ là sau khi order phần ăn này về thì sẽ có một cái video thật là hấp dẫn về đồ ăn và màu sắc sẽ giống như trên hình ảnh, nhưng mà không hề giống một tẹo nào luôn. Còn phần canh kim chi trứng này thì nãy giờ Hensy ăn chỉ thấy toàn đậu hũ không à. Kim chi thì vụn rất là nhỏ, thậm chí là ăn không cảm nhận được miếng kim chi luôn. Trứng thì múc hoài mà không có thấy được miếng trứng nào luôn á. Nếu như ăn sốt kim chi trứng này không thì sẽ cảm thấy vị rất vừa, nhưng cho cơm vô ăn chung thì sẽ rất nhạt. Đại loại là cho cơm vô ăn không có được ngon đâu. Yêu ơi, 100k cho phần này. Ăn cơm canh đậu hũ giá 100k. Thật là đáng lòng. Một tô canh có một chút thịt và miếng đậu hũ và miếng kim chi trứng mà như không có trứng luôn á. Mình nghĩ là bây giờ chắc mình xin phép mọi người kết thúc video ở đây ha. Chứ tại vì bây giờ mà đợi là Hensy ăn xong cái phần này á mà hết quay từ lúc đầu video cho đến lúc mà kết thúc video để ăn xong cái phần này chắc cũng phải là hơn 1 tiếng luôn á. Mình ăn lâu lắm, mình ăn lâu kinh khủng luôn. Nên là bây giờ phải tắt cái video này đi để mà tiếp tục cuộc hành trình ăn hết 2 cái phần này. Ăn nổi không ta, 2 phần này ăn hết nổi không ta. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết cái video của Loan Hensy ngày hôm nay nha. Các bạn có thể comment bên dưới cho Loan Hensy thêm thật nhiều ý kiến hơn nữa để cho mình rút kinh nghiệm trong những cái video tiếp theo và cho ra những video tốt hơn và ý nghĩa hơn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.